Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tiền Gia Bảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem sản phẩm của nhóm mình nỗ lực nghiên cứu trong thời gian qua. Sản phẩm có tên là Card Learning Map, có nghĩa là phần mềm học toán nhanh qua trò chơi. Sản phẩm chúng mình tạo nên nhằm mục đích giúp học tập môn toán trở nên nhẹ nhàng hơn, môn mà nhiều bạn học sinh cảm thấy khó khăn. Khi nhìn vào màn hình chính, bạn sẽ thấy một bầu trời xuất hiện trước mắt bạn. Khi bạn bấm vào lá cờ màu xanh ở phía trái màn hình, Mesrat sẽ xuất hiện và hỏi bạn tên gì. Bạn chỉ cần bấm tên bạn vào là Mesrat sẽ xin chào bạn ngay. Mesrat Bay sẽ chạm vào những vật loại đồ ăn khác nhau. Tùy vào loại đồ ăn sẽ có những câu hỏi khác nhau. Nếu bạn trả lời đúng thì bạn sẽ được chữ You are correct và được Mesrat tặng cho một điểm. Còn nếu bạn trả lời sai thì Mesrat sẽ nói You are correct và bạn sẽ bị trừ một điểm. Nếu không may va phải vào cục đá thì mèo sẽ nói oh no và trò chơi sẽ kết thúc ngay. Nếu mình không va phải cục đá thì cuộc hành trình sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc. Sản phẩm của mình đến đây là kết thúc. Nếu sản phẩm được hưởng ứng và đón nhận, chúng mình sẽ tạo thêm nhiều dạng toán hơn, tạo thêm nhiều trò chơi học toán hơn cho các bạn. Ngoài ra, sản phẩm của chúng mình còn được các bạn vận dụng vào các môn học như lịch sử, tiếng Anh, v.v. Chúng mình sẽ cải tiến ứng dụng không chỉ dành cho những học sinh lớp 4 năm mà có thể cho học sinh lớp 1, 2 và 3. Chúng mình xin kết thúc bài giới thiệu về sản phẩm tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video này.